anh em nhá, lại làm Tuấn Hải Dương anh em ơi. Hôm nay ngoài miền Bắc thì thời tiết nó gọi là khá là mưa anh em ạ. Đây anh em nhìn này, trời mưa suốt sáng giờ, em vừa đi test một con hàng cực kỳ ok anh em nhá. Con này thì nó là hàng xòe cứng bản nhỏ bộ khủng anh em ạ. Con này lết đánh dê cầu nha anh em nhá. Con này hợp cho anh em thích nào lết đánh bền và rất là lực anh em ạ. Lết đánh điểm đạm anh em nhá. Anh em lọc kết thì calo trực tiếp cho anh Tuấn Hải Dương nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho anh về gột dàn và khai thác anh em ạ. Tông giọng cực kỳ hay luôn. Đây anh em ơi, anh em ơi, vừa mưa gió vừa về nhà xong. Em cho nó nghỉ 2 tiếng rồi em bắt đầu kè test lại trên nhà đây anh em ơi. Con này thì chủ cũ khá là bỏ bê luôn anh em ạ. Cực kỳ bỏ bê, nhưng mà con chim anh em nhìn trông lông lá nó không được ôm anh em ạ. Lông lá không được ôm này là do người ta tắm nó ít anh em ạ, chứ không phải là lông lá nó kém đâu anh em nhé. Người ta không chăm mấy đâu anh em ạ, nên là con chim nó không được đạt nữa đâu. Nhưng mà em thấy nó rất là lì chim mà rất là dữ anh em ạ, nó rất là tương lai luôn. Sò cứng này thì sò cứng bản nhỏ thôi, gọi là trông nó đẹp đẹp thôi anh em ạ. Còn nết con này nết dê cầu cực kỳ ok luôn anh em nhé. Chơi hay dã man luôn, nó cứ dê cầu tàng này, lực có bền dã man luôn. Anh em về chăm khai thác con này quá là ok luôn. Em test con này lực cực kỳ bền luôn anh em ạ. Đây anh em nhìn kỹ ấy, ở ngoài trời vẫn đang mưa đấy anh em nhé. Mà vừa về nhà xong anh em ạ, con này thì nó đang ăn cám tổng hợp thôi anh em ạ. Về anh em cám ngon nữa là ok anh em nhé. Tắm rửa cái này, những con nông nó hơi sù sù này anh em về tắm rửa vài lần cái là con chim nó sẽ khác ngay anh em ạ. Thì người ta không cho tắm thường xuyên đấy anh em. Đây, vừa về nhà mà thể hiện quá là ok luôn anh em ạ. Con này em thấy chơi dê cầu cực ok luôn. Răng em để lồng này nó không được hợp cho lắm anh em ạ. Anh em nghĩ là anh em nên chơi quả 4 cầu góc mà nó vuông vuông anh em ạ, hoặc là 2 cầu thẳng thì em thấy nó sẽ ok hơn anh em ạ. Đây, em test tạm cho anh em xem rồi ký em đổi thử xem sao anh em ạ. Con chim là khá là ok luôn, rất là săn luôn anh em nhé. Con này tông giọng cực kỳ hay anh em ạ. Nó ở bên tay trái đấy anh em nhé. Còn bên tay phải kia thì nó là con mồi anh em ạ. Mồi nó bị gãy cánh rồi anh em ạ. Anh em nhìn kỹ nó bị vinh cái một bên cánh rồi. Em để mồi thôi. Đấy, anh em nhìn chưa? Con này chơi cầu cánh mỏ rất là đều luôn anh em nhé. Anh em kết thì calo trực tiếp cho Tuấn Hải Dương. Con này em giao lưu anh em với giá là 5.800.000 anh em nhé. Hàng cực kỳ ok anh em ạ. Vừa về nhà mà nó không sợ không nạ cái gì là ok rồi. Anh em gột những hàng này thì nó cực kỳ tiềm năng của anh em ạ. Đây anh em ơi, em lại ở nhà nó thấy nó chơi nhiệt quá, em cầm sang kè với chim nhà ông anh em thì toàn con chim cứng thôi, toàn con dàn dãi cứng thôi, em kè cho nó chiến anh em ơi, vừa cầm sang. Đây, anh em tí nhìn con này thế nào, nó nhưng quay mặt đằng kia nó cũng sẽ dê cầu, chơi dê cầu anh em nhìn nó thích lắm anh em ạ. Những con chơi dây cầu thì cực kỳ giữ lực anh em nhé, nên đánh điểm đạm anh em ạ. Bây giờ không cần quá sục sạo đâu anh em ạ, cứ điểm đạm là con chim nó giữ lực là ok. Đấy, anh em nhìn chưa, dây cầu là ok luôn anh em ạ. Kè toàn dàn cứng thôi mà nó có biết sợ đâu anh em.
con chim như này nó mới tối chất chứ anh em. Chẳng qua nếu mà đúng thì con chim nó chưa đạt nửa anh em ạ. Thì chim nó đang cám tổng hợp mà người ta cũng không chăm bẵm gì anh em ạ, nên con chim cũng không đạt nửa được. Chủ yếu là con chim thì nó có bản lĩnh rồi, mà cái lối chơi của nó là khá là ok, là anh em về khai thác nó rất là tiềm năng anh em ạ. Khi em Tuấn Hải Dương đi test con chim thì em Tuấn sẽ test rất là kỹ anh em ạ. Nó chơi đều các mặt luôn anh em ạ, nó không có sợ con nào đâu. Anh em xem kỹ về sau nhá, anh xem hết video đi anh em ạ, thì anh em thấy độ gấu của con chim. Cái con đằng sau kia anh em xem hết video là biết. Còn cái con xòe cứng bản nhỏ này của em nó còn đè cái con đằng sau luôn anh em ạ. Đó, bắt đầu vào săn đấy anh em ạ. Đấy, anh em nhìn chưa, con chim nó bắt đầu càng chơi nó càng hăng, nó sẽ vào săn chim này. Con này lực rất là bền anh em ạ. Anh em thấy càng chơi con chim nó sẽ càng căng hơn nhiều anh em nhé. Cái lồng này thì em thấy nó hơi chật so với con chim, vì con này bộ khá là to anh em ạ, bộ to khủng luôn. Nên là cái lồng thái này em thấy cái form nó hơi chật, con chim nhìn trông nó hơi bí, hơi tù chim anh em ạ. Thì em sẽ đổi sang lồng khác cho anh em nhìn nó thích mắt luôn anh em ạ. Đấy em nhìn thấy chưa, còn kia ché chiếc các kiểu luôn. Đấy nó không sợ đâu, toàn chết thằng mặt rồi nó biết sợ đâu anh em, vẫn chơi đều luôn, cầu cánh mỏ rất là đều luôn, nết này quá là ăn điểm luôn anh em ạ. Đây em quay chán chê để em đổi thử cho ông anh, mượn ông anh cái lồng này. Nó con lồng vuông này anh em nhìn con chim nó thoáng hẳn luôn. Đấy anh em nhìn con kia chưa, con đằng sau kia vừa ché chứ các kiểu, giờ nó dí nó sợ luôn anh em ạ. Đấy anh em nhìn chưa, con chim này sang cái lồng này nó mới hợp này anh em này. Đấy con kia vừa ché cầu cánh mỏ chơi tít mù, bây giờ nó dí nó sợ luôn anh em ạ. Mà dàn cứng luôn anh em nhé. Chung những con này thì anh em khỏi phải nghĩ về tương lai rồi anh em ạ, quá là ok rồi. Màu đình gốc màu dày. Con này em Tuấn Hải Dương này, chuẩn lồng vuông này anh em thấy cực kỳ hợp luôn. Tông giọng cực kỳ hay anh em nhé, con này tông giọng hay lắm, nghe hót cũng sướng rồi anh em ạ. Đây, anh em về cái nuôi lồng vuông ấy, cho thoáng chút chút anh em ạ. Vì con này nó bộ nó to dài anh em ạ, tông giọng hay rồi. Mặt nỉ lắm anh em ạ, con này mặt dữ lắm. Đấu chán chê em chùm lồng vào vẫn cực kỳ ok luôn, vẫn săn chim luôn. Anh em nhìn chưa, bốn cầu góc, nhưng cầu góc này cầu góc vuông anh em nhé. Anh em chơi nó rất là dễ.
anh em nào kết thì cứ alo trực tiếp lên Tuấn Hải Dương nhá. Đấy, anh em nhìn chưa, nó săn này. Đấy, quen quen đồng tí anh em nhìn con chim nó khác ngay. Con chim mới về mà chưa quen đồng nó đã thế này rồi, anh em thấy là biết là con chim nó như thế nào anh em nhé. Chứ em Tuấn này tả nhiều thì anh em lại nghĩ là quảng cáo thứ. Thật sự đến với em Tuấn này, con chim em Tuấn Hải Dương người tuyển rất là kỹ anh em ạ, nên là anh em hoàn toàn yên tâm anh em nhé.